Rồi tiếp tục là mình vừa sửa xong một sản phẩm vang HMK1000 nhá. Bên này thì bị lỗi sôi tiếng, giá loa rất to đã ok. D67 mọi người cần sửa lỗi sôi đầu tiếng trên dòng vang HM Audio. Các model khác với dòng này liên hệ mình sẽ tư vấn theo số máy trên tiêu đề của video. Đây là một sản phẩm vang bãi nên là cái men mạch nó còn khá là bụi luôn. Này lát mình sẽ vệ sinh lại cho nó sạch cho khách. Các con thường gặp sẽ là sơ đỏ mất tiếng, lỗ wifi, lỗ USB, rồi thì nháy đèn mốt này không lưu được cài đặt khóa pad, lệch vế, mất nhạc, mất mic, mất kênh, mất cặp kênh, khởi động lại, mất nguồn. Cái ban bệnh thường xuyên tiếp xúc trên dòng này để có thể sử dụng cái những cái con chip tổng này cũng luôn có, giải mã này cũng có này. Nếu mọi người dùng cái kênh thì có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video. Trên cái dòng này thì còn có cái ban là mất effect nhá, mất vang nhại đấy, ban đấy cũng khá khó sửa.